Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng 6S Hàng Sáng. Thì hôm nay lên sóng con quay S Thái nha mọi người. Con này thì giá mềm anh em ơi. Con này quay S Thái máy 100 này, giá mềm nhé. 14 triệu nha. Nói chung là xe này thì báo với anh em luôn là rất đầu anh em ha. Rất đầu, máy giữa đồ là còn nguyên hết, chưa hạ. Nói chung là chỉ mỗi rất đầu thôi thì giá nó rất luôn đó, nên là nó có 14 triệu thôi. Còn cái dòng này nếu như mà chưa rớt đầu thì phải 16, 17 anh em ha, 16, 17. Còn này là 14 triệu mà giá này thì vẫn còn bớt nhẹ cho anh em thiện chí nha. Giá này thì vẫn bớt nhẹ cho anh em thiện chí, nên là nếu mà anh em nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua quay S Thái thì có thể liên hệ lấy con này ha. Con này thì giá mềm. Rồi anh em coi chi tiết nha, anh em coi chi tiết xe nó còn chất xe nó như nào, rồi nó đồ đạc nó như nào nha. Để thiện chí nếu mà được thì liên hệ. Rồi. Quét Thái lên là nó có sẽ có ba cái lỗ này anh em, ba lỗ bắt ốc nha. Đó, con này tem bọc, tem này tem dán lại nha anh em, tem này tem dán lại. Tem này tem dán lại rồi, đó. Coi dè mững nè. Ồ dàn chân này thì có dặm nè anh em nè, dàn chân này có dặm nha. Dàn chân này có dặm. Heo thì còn không nói, dàn chân này có dặm. Cầm dặm bên. Siam Goshi ha, căm này niềng khác rồi, niềng này không biết phải của nó không nữa nè, nhưng mà là niềng Siam Goshi, còn cái kia của nó là khác, này, khác biệt. Đầu nào cũng hơi ha, con này thì đầu này rất đầu rồi, đầu nào cũng hơi, con này rất đầu rồi. Đấy. Anh em coi chi tiết nha, anh em coi chi tiết này, lốc này. Lốc nó cũng khác ha, lốc nó màu bạc anh em ha, lốc màu bạc, cặp te màu bạc. À. Chúc em nổ máy anh em nghe ha, chúc em nổ máy anh em nghe. Tem đằng sau là tem zin á, tem zin áo zin này, đằng sau là tem zin áo zin. Con này là trước sau đều là Siam Goshi hết mọi người, niềng của nó là trước sau đều là Siam Goshi hết, cặp luôn á. Siam Goshi hết nha. Nè, cặp tem còn chữ Thái luôn anh này. Tem vẫn còn chữ Thái luôn. Con này rớt đầu lên nó mất giá trị nhiều anh em, nó rớt giá nhiều, chứ còn con này nếu mà chưa rớt đầu là cái giá của nó cao hơn này nhiều lắm em nhé. 16 17 triệu mới được một chiếc mèo. Mèo nhất là tầm giá đó. Còn giờ có 14 triệu, mà 14 triệu này giá này còn bớt nhẹ nữa thì chắc có 13 mấy là anh em lấy xe về nha anh em. 13 mấy anh em lấy xe về giúp em ha. Thì nói chung là thiện chí thì anh em gọi thôi, thiện chí thì anh em gọi thôi. Căm đùng điền rồi là đẹp, phục rồi là đẹp ha. Bô bọc, bô còn luôn anh em nhé. 341-2543 là bô còn luôn anh em ha. 206. Con này thì để lâu nó bình nó yếu anh em, rồi em đạp nổ anh em nghe. Êm cực kỳ luôn. Đó, máy nó êm lắm. Máy êm cực kỳ. Tại vì cái đầu của nó máy Thái mà. Đó. Đầu ET mà, đầu ET. Đầu ET. Đây là máy móc êm lắm này. Chất xe cực kỳ.
xe là cực kỳ êm, cực kỳ đẹp luôn nhé. Điện chỉ anh em gọi giùm em 0983 535 45 để trực tiếp đến cửa hàng với em. Nói chung là xe máy rất là êm, êm cực kỳ luôn. Đấy, thì anh em thiện chí anh em gọi giùm em Hoàng Sáng nhé, 0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng luôn. Đẹp anh em ha, nói chung là chất xe ok lắm mọi người. Thì thiện chí thì gọi giùm em nhé, 0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng. Góp và xin xe đầy đủ không em ha. Thì xe 14 triệu còn thương lượng nhẹ nhé, vô vọng còn cầm điện đẹp, rớt đầu thôi, rớt đầu cậu khói, máy giữa rồi là còn nguyên, chưa trẻ hết, tất cả các chi tiết đều đẹp. Xi nhan con này thì xi nhan cam rồi, là cả cặp trước sau rồi, nói chung là rất là đẹp, ok luôn. Mặt đồng hồ cũng đẹp anh em, mặt đồng hồ cũng đẹp, ổ khóa tất cả mọi thứ là liên lạc chắc chắn nha anh em. Đó, còn đẹp lắm. Đấy, thì anh em thiện chí anh em gọi thôi, đem bảo lần sau là còn ok hết luôn mọi người, đem bảo ok hết luôn. Đó, thì thiện chí thì gọi thôi, 0983 533 445 trả góp xe. Vậy nha anh em.